Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 3 I Learn Smart Fast. Và hôm nay là một cái đề thi cuối học kỳ 2. Đây là bài nghe. Rồi chúng ta qua bài phần 2 là cái phần đọc nhé. Read and circle true or false. Tên tôi là Vinh, tôi có rất nhiều toys. Toys là đồ chơi, tôi có rất nhiều đồ chơi. Tôi có 9 cái ô tô, chính car, và nó có màu đỏ này, red, và nhỏ. Tôi còn có hai con robot, hai robot to. They are in toy spot, chúng nằm trong hộp đồ chơi. Tôi có 20 viên bi, chúng màu blue và nhỏ. Bây giờ thì tôi đang chơi playing cards, là chơi bài. Tôi đang chơi bài với brother là anh trai hoặc là em trai của tôi, rất là vui. Vinh có rất nhiều đồ chơi là cũng là đúng này. Vinh có 9 cái ô tô là đúng luôn nha. Đúng thì chúng ta khoan tròn vào true. Tiếp theo, Vinh có 3 con robot rất là to. Ở đây chỉ có 2 con thôi mà tôi nói 3 con thì câu này sai. Sai thì khoan hoặc phone. Câu số 3, Vinh có 20 cái block. Chúng ta không có thấy block nào đây cả, vậy sai này. Câu 4, viên bi thì màu xanh và nhỏ là đúng rồi. Ok, quá dễ luôn. Sang cái bài số 5, Trust by Brick and Circle. E, that's your belt. Kia là cái thắt lưng của bạn phải không? No, thì phải đi với it isn't này. Bởi vì đây là số ít. Câu số 1, hỏi cái gì mà yes please. Bạn muốn ăn gà không? Yes please. Ở đây phải là would you like some chicken? Yes please. Bạn muốn cái gì? What do you want? I want some socks. Tôi muốn đôi tất. May I go đằng sau cái chữ go thì chúng ta phải xài swimming nha. Tôi có thể đi bơi hay không? No. You may not, bạn không thể đi. How many mà có bao nhiêu cái này? Số nhiều các bạn. Số bài dưới này. Ok, can you play soccer? No, I can't. What are you wearing? Bạn đang mặc cái gì vậy? Tôi đang wearing một cái black shirt, một cái sơ mi màu đen. What can you see? Bạn có thể nhìn thấy cái gì? I can see a small drone. Tôi có thể thấy con drone nhỏ. Are there any tomato? Có quả cà chua nào không? Yes, there are. What are you good at? Bạn gọi cái gì? I'm good at drawing. Bài viết này. Can you play badminton? Yes, I can. Would you like some cake? Yes, please. What do you want? I want some books. What can you see? I can see a big drone. How many? Đây là cái hình khối. How many blocks? Do you have? I have two. Put the teddy bear on the wardrobe. Hãy bỏ con gấu bông lên trên cái tủ. Câu này. Good at catching ball. Tôi rất là giỏi bắt bóng, chụp bóng. Tôi giỏi chụp quả bóng. Câu tiếp theo là is there an onion in the kitchen? Có củ hành nào trong bếp không? Đó. Câu số 3 là how many cards, có bao nhiêu cái thẻ? Do you have, bạn có bao nhiêu thẻ? Câu số 4, would you like some donut, bạn có muốn ăn bánh donut không? Rồi sang phần speaking, what's your name, hỏi tên. My name cộng với tên. How old are you, bạn bao nhiêu tuổi? I'm 8 years old. Rồi đây là cái gì? Đây là jacket. T-shirt. Green. Đây là màu blue này. Đây là green này. Green t-shirt này. Đây là brown trouser. Trousers. Green socks. Green socks. Rồi ok. What do you want? I want a blue jacket. I want a green t-shirt. I want brown trouser. I want green socks. Can you play badminton? Yes, I can. Can you play football? No, I can't. Would you like some pizza? Yeah, pizza. Yes, I can. What would you like some cakes? No, please. No thanks.
Yes, please. No change. Would you like some ice cream? Cream, ice cream. No thanks. Would you like some chicken? Yes, please. What can you see? I can see a drone. A drone. I can see a car. I can see a ruler. Blue ruler. Okay. Rồi, cái bài của chúng ta là tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài tiếp theo. Goodbye and see you later.